Mời các bạn trải nghiệm độ ồn và rung lắc của chiếc máy giặt có mức giá rất phải chăng này. Tôi đang quay trực tiếp bằng điện thoại iPhone và không sử dụng mic. Tốc độ vòng vắt 1.400 vòng 1 phút. Điện thoại cách máy giặt chỉ 40 cm. Ly nước vẫn đứng im. Máy vừa trải qua cái giai đoạn tốc độ vòng vắt tối đa. Đây là chiếc máy giặt 8kg có mức giá rất rẻ, tốc độ vòng vắt 1.400 tới từ thương hiệu Mỹ Whirlpool. Đây là thương hiệu quốc tế toàn cầu, chính là người đầu tiên sản xuất ra máy giặt chạy điện trên thế giới năm 1911. Dòng này sử dụng động cơ biến tần, không chỉ êm mà còn rất tiết kiệm điện năng. Hiệu suất năng lượng chỉ 12.8W trên kg, bằng một nửa so với máy giặt LG FB1209, hiệu suất năng lượng 27W trên kg. Dòng này có cửa xả vệ sinh ngay phía dưới. Dòng Electrolux Ultimate K500 đắt hơn 1.500.000 không có cửa xả này, và còn không có cái chế độ vệ sinh nồng giặt như chiếc máy giặt này. Và cả LG và Electrolux đều đắt hơn, nhưng cửa là cửa một lớp. Chiếc này còn có cảm biến khối lượng giặt. Khi bạn bấm khởi động, sau 3 giây nó sẽ nhận biết khối lượng giặt trong máy để lựa chọn cái chu trình vận hành tối ưu nhất. Lúc đây tôi bắt có tải đấy ạ. Tôi mở ra cho các bạn xem. Gần đầy lồng, cửa hai lớp chịu lực chịu nhiệt. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.